Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để chuyển từ OL sang admin hoặc là chuyển từ admin sang OL trên cái group của Telegram của quý vị. Rồi ok, thì đây là cái group Telegram của KTV này. Đó. Bây giờ quý vị hãy bấm vào cái biểu tượng group của quý vị này. Rồi quý vị chọn Exit này. Quý vị tìm đến cái phần Administrator này. Ok chưa? Rồi bây giờ quý vị muốn chuyển owner sang cho một người khác thì quý vị đấy, add họ vào làm admin đã này. Ok chưa? Bây giờ KTV sẽ chuyển owner sang cái nick KTV này. Rồi bây giờ KTV sẽ chuyển vào cái nick này. Bây giờ quý vị hãy bật tất cả các chức năng này cho nó màu xanh nền. Rồi bây giờ quý vị chọn vào Transfer Group OL này. Rồi quý vị chọn vào Change OL. Phần này quý vị hãy đánh mật khẩu. Rồi quý vị chọn vào Transfer. Ok. Vậy là đã xong rồi.